Báo Sydney Morning Herald dẫn lời ông Biden phát biểu ngày 4 tháng 10, một thiên thạch sắp đâm xuống nền kinh tế của chúng ta, các thành viên Dân Chủ sẵn sàng làm mọi thứ để ngăn nó. Các đảng viên Cộng Hòa hãy để chúng tôi làm việc, hãy tránh đường. Nếu các anh không muốn giúp cứu lấy đất nước, hãy tránh sang một bên để đừng phá hoại nó. Mỹ đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ nếu đảng Cộng Hòa và Dân Chủ không thống nhất được việc nâng trần nợ công trước khi nó chạm ngưỡng 28.400 tỷ USD trong 2 tuần tới, tức vào ngày 18 tháng 10. Nếu không, Bộ Tài chính Mỹ không được vay thêm tiền để chi trả hóa đơn, nước này sẽ vỡ nợ. Đây không chỉ là lo ngại của Mỹ mà còn cho nền kinh tế thế giới. Phe Cộng Hòa khẳng định sẽ không hợp tác về vấn đề này. Hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Mitch McConnell, lãnh đạo phe thiểu số Cộng Hòa ở Thượng viện Mỹ, viết trong thư gửi ông Biden ngày 4 tháng 10. Từ 2 tháng rưỡi qua, chúng tôi đã cảnh báo rằng nếu đảng các anh muốn lãnh đạo một mình thì hãy tự xử lý trần nợ công. Đảng Cộng Hòa quyết định khoanh tay đứng nhìn sau khi đảng Dân Chủ, hiện đang kiểm soát Quốc hội và Nhà Trắng, muốn dùng thế đa số để thông qua hai gói chi tiêu khổng lồ trị giá tổng cộng 4.700 tỷ đô. Trong phát biểu sau đó, ông Biden chỉ trích các thành viên Cộng Hòa đạo đức giả, nguy hiểm và đáng hổ thẹn. Ông cho biết phe Cộng Hòa khiến Mỹ phải vay tiền nhiều hơn, nợ đến 8.000 tỷ đô, trong 4 năm cầm quyền của cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện Mỹ, cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục làm việc đến cuối tuần này để tìm cách giải quyết vấn đề nợ công. Ông nói, chúng ta phải đưa được dự luật đến bàn Tổng thống để xử lý vấn đề trần nợ vào cuối tuần, chấm hết. Chúng ta không thể chờ đến tận 18 tháng 10. Theo công ty phân tích tài chính MoneyGraph, việc Mỹ vỡ nợ có thể làm suy giảm 4% các hoạt động kinh tế, làm mất 6 triệu việc làm, tỷ lệ thất nghiệp tăng 9% và có thể thổi bay 15.000 tỷ tài sản hộ gia đình, làm tăng lãi suất doanh nghiệp, tiêu dùng.